Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng lúc nào cũng đẹp nhất là mùa xuân. Một năm có 365 ngày, nhưng lúc nào cũng đẹp nhất là ngày mới cưới. Và hôm nay là ngày đám cưới trọng đại của cô dâu chú rể Phan Trần Tuấn Anh và Hoàng Đỗ Kim Nguyên. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh đám cưới, cũng như để chúc mừng cho đôi vợ chồng son trẻ này. Trong cuộc sống vợ chồng của họ, lúc nào cũng đẹp như là mùa xuân, và ngày nào cũng đẹp như là ngày mới cưới. I believe if I knew where I was going, I'd lose my way. I believe that the words that he told you are not your grave. I know that we are not the weight of all our memories. I believe in the things that I am afraid to say. Possibilities you can't see. And I believe that the darkness reminds us where light can be. I know that your heart is still beating, beating, darling. I believe that you fell so you would land next to me. Từ nhỏ đến lớn con rất là bướng. Bây giờ con cũng có chồng, con cũng có gia đình rồi. Con có gì sai? Mẹ bảo hoa cho con. I believe in the things that I am afraid to say. Hôm nay đã đến lúc cô dâu chú rể Hoàng Đỗ Kim Nguyên cùng Phan Trần Tuấn Anh để phòng riêng sửa chốn thanh nhàn, đập giường thất bảo, quay màn bát tiên, trai anh hùng gái thuyền nguyên, phỉ nguyền cánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. Và để giúp cho cặp uyên ương ngày hôm nay nguyên phượng để nên duyên vợ chồng, chúng tôi nhận thấy có sự tham dự của ba mẹ đôi bên. Bên nhà trai đó là ông bà Phan Quang Sơn và Trần Thị Cam. Và bên đàn gái chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của thân mẫu cô dâu. Đó là bà Đỗ Thị Ngọc Bích. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. The beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. I believe that tomorrow is stronger than yesterday. And I believe that your head is the only thing in your way. I wish that you could see your scars turn into beauty. I believe that today it's okay to be not okay. Oh.
như lời nói của chú rể đã nói với cô dâu, đó là bắp với khoai, tuy rằng khác giống nhưng cùng sống trên cuộc đất dòng. Anh với em, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn mà đập núi hồng cũng tan. Xin chúc mừng cho hai bạn lúc nào cũng được trăm năm hạnh phúc và lúc nào cũng thuận vợ thuận chồng để tác biển đông cũng cạn. This is the beginning.